Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì con cùng với lại Ngân đang có mặt tại chợ Chắc Cà Đao đó cô chú, anh chị và các bạn ơi. Hôm nay là ngày 19 tháng 7 âm lịch, cũng là ngày vía mẹ Quan Âm đó cô chú. Cho nên là chị Kim Loan cũng muốn mấy chị em mua một ít trái cây nè, cùng với đó là những cái đó hoa sen trắng để mà dâng lên cho mẹ Quan Âm. Thì giờ mấy chị em đang có mặt để mà mua trái cây trước. Hôm nay thấy dì Hồng bán mấy cái trái mãng cầu quá trời ngon luôn. Chắc là mình sẽ mua mãng cầu đầu tiên. Mãng cầu nhiêu ký gì không? 60 con. 60 ngàn một ký hả? Này, mấy trái bên đây quá trời ngon luôn nè. Wow, bự ơi là bự luôn. Con mua nhiều gì không? Có bớt không? Tặng thêm thì được không? Tặng thêm. Mấy trái mãng cầu. Mãng cầu này nó còn cứng cái gì không ha? Dạ. Này con mua xong cái gì không gói cho con nha. Gói thì giao lên cho con. Rồi, nhiêu đi dì Hồng ơi. Wow, một gỗ luôn. Dì Hồng cân này cho con đi. Cái này là gọi là lê hay dì Hồng? Lê. Lê vàng. Ôi, mấy cái trái lê nè. À, cô chú anh chị các bạn nhìn nè. Rất là đẹp luôn. Mình lấy hai trái này đi ăn ha. Hai trái này đẹp quá nè. Thằng do luôn. Dì Hồng ơi, con lấy lê này bán sao dì Hồng? 80 ngàn, con lấy hai trái đi. Rồi. Hai trái lê dưa lưới đi ăn ơi ha, mình mua trái dưa lưới. Trái nào đẹp vậy chị Hồng, tư vấn cho con đi. Nhiêu ký vậy Hồng? 80 con. Chị Hồng tư vấn cho con trái nào đẹp đẹp coi. Trái này đẹp chưa? Wow, đây một trái dưa lưới. Cái này đi chị Hồng, con cho con trái này đi. Cầm cẩn thận nha. Ôi trái cây chị Hồng bán rất là nhiều luôn. Ôi ở trong đây là có trong thùng mấy con lấy được không chị Hồng? Để xuống đi. Rồi cái đó là mình lấy. Wow, mấy cái trái táo này quá trời ngon luôn nè cô chú anh chị và các bạn ơi. Táo nhiêu ký vậy Hồng? 80. Táo cũng đồng giá như lưới ha, 80 ngàn một ký. Ôi bon bon cũng quá ngon luôn nè. Đây cô chú anh chị các bạn nhìn nè, chùm chùm luôn. Ôi mấy chùm bon bon này ngon quá Hồng ơi. Nè. Wow, hấp dẫn quá đi. Chị Hồng ơi, bồng bông bán sao? Cho con cái gỗ đi. Dạ. Chị Hồng cho lấy cho con một chùm nho mẫu đơn con coi. Nho này bán trong bọc hay là sao vậy Hồng? Lần ký gì đây con? Ký 150 à. Ôi những cái trái nho mẫu đơn này nhìn rất là hấp dẫn luôn cô chú anh chị và các bạn. Nhân coi chùm nào đẹp. Một bạch gì là 150? Ký, một ký. À, ký là 150. Này chắc không tới 1 ký đâu ha. Không. Ký mấy? Chùm nào vậy? Chùm này đẹp nè, hoặc là chùm này. Chùm đó đẹp không? Ừ, lấy chùm này đi, xúm xê nè. Chùm nào xúm xê là được rồi. Nè, coi đi. Con lấy một chùm này. À, bây giờ dì Hồng cân cho con mấy cái bồng bon này. Nửa thôi. Dạ nhiêu đi. À, với lại táo này. Rồi sau đó gói lại cho con với lại lê mãng cầu với lại thanh long nữa. Thanh long này sao vậy Hồng? Thanh long này 25 ngàn. Con lấy hết gỗ thanh long này luôn đi. Thanh long mới quá đẹp luôn nè. Đây mình gom qua cái nào của mình đi anh ơi. Đây mấy cái của mình nè. Ờ à, không hết luôn. Rồi mình gói. Dạ. Chị Hồng gói hết nha mấy cái trái cây này lại cho con rồi tính tiền cho con nha. Táo nhiêu? Bốn à, cái này là 5 ký, 5 ký 7 đi. Rồi. Rồi tới dưa lưới đi Hồng. Nè, sau lưng nè. Lên. Rồi dì Hồng coi đi. Nhiều. Dưa lưới là 2 ký 9. Rồi. Rồi tiếp theo căng lên đi. 4 ký rưỡi. Yeah.
đầu 4,6 thôi. Lông đã trừ gì? Trừ rồi đó. Trừ rồi. Còn món này đúng không? Đây. Lên ký đi. Dạ nha. Nho, nho ký mốt. Bôn 2 ký đi. 2 ký đi. Rồi. Cô chú anh chị và các bạn ơi, ngày hôm nay thì con đã đi với lại Ngân đã đi xuống chỗ của dì Hồng để mà mua những cái món trái cây rất là thơm ngon dâng lên cho mẹ luôn. Thì con mua táo với giá là 456.000, dưa lưới thì 232.000, thanh long là 112.000, lê là 80.000, mãng cầu là 276.000, bon bon là 120.000, còn nho mẫu đơn là 165.000, thì tổng tiền là 1.441.000, cộng với lại một cái mâm để mà con gói trái cây nữa là 80.000, thì tổng số tiền là 1.521.000 của dì Hồng. Đọc giùm vậy luôn. 1.521.000. Đây rồi, con gửi 2.020.000. Dì Hằng này, dì Hồng gói rồi giao lên cho mẹ trên lộ tẻ giùm con nha. Rồi, con cảm ơn. Thì bây giờ mấy chị em tụi con đang di chuyển qua bên sạp hoa của chị Trang đó. Chị Trang thì tụi con đã đặt cái lãng hoa này từ hồi sáng rồi, cho nên là chị cũng cắm từ hồi sáng tới giờ là những cái bông sen trắng rất là đẹp luôn nè cô chú. Wow, đẹp quá chị Trang ơi. Đúng rồi. Cái này là chắc phải dẫn chuyển lên đó chị Trang, chứ sao đúng em chở lên đúng được rồi. Đây. Tại xong rồi chị kêu xe dẫn chuyển lên. Dạ, đây. Cô chú anh chị và các bạn nhìn nha, cái lãng hoa sen trắng rất là đẹp luôn. Giá là bao nhiêu chị Trang? Nè, sen này ở chậu này 900. À, cái chậu này là 900.000. Dạ, đẹp quá. Đây, đợt này sen nó hút. Dạ. Đám cưới nhiều với lễ, ta đặt con sen nhiều lắm. Với lễ Vu Lan. Dạ, em gửi tiền cho chị Trang luôn nha, 900. Với lại tiền vận chuyển là không, cái này vận chuyển luôn cho. À, miễn phí luôn ha. Dạ rồi, em cảm ơn nha. Cảm ơn chị. Dạ rồi, cảm ơn chị nhiều. Dạ, cô chú anh chị và các bạn ơi, thì bây giờ con cùng với lại chú giao hoa và trái cây đã dâng những cái phần hoa sen trắng cộng với đó là trái cây lên cho bà rồi đó cô chú ơi. Hôm nay là ngày 19 tháng 7, thường thì tháng 7 là lễ Vu Lan báo hiếu, cộng thêm đó là vào những cái ngày 19 á, thường là ngày Vía Quan Âm thì rất là tốt luôn. Cho nên là chị Kim Loan cũng muốn dâng tặng những cái đó hoa thật là tươi thắm, cộng với đó là những cái phần trái cây để mà dâng lên cúng bà đó cô chú. Cầu mong đến cho sức khỏe cũng như là gia đình của chị luôn được bình an và hạnh phúc. Bây giờ con mời cô chú anh chị và các bạn vào chùa nha. Hôm nay thì con đến với lại chùa Tịnh Thất Viên Lạc ở Lộ Tẻ đó cô chú. Trước đó thì chị Kim Loan cũng đã góp phần vào xây dựng cái tượng mẹ Quan Âm ở đây nè, không biết là cô chú anh chị và các bạn có còn nhớ không. Cho nên là hôm nay là ngày 19 á, ngày tốt, cho nên chị cũng muốn dâng hoa với lại trái cây lên cho mẹ Quan Âm. Nó rất là nặng luôn. Dạ, cô chú anh chị và các bạn ơi, thì ở đây con với lại chú giao hàng cũng đã mang cái lãng hoa sen trắng là rất là tươi thắm luôn dâng lên cho mẹ Quan Âm, và những cái giỏ trái cây nè con cũng đã lựa những cái hồi trái, những cái quả thật là ngon để mà dâng lên cho mẹ. Bây giờ con cũng thay mặt cho chị Kim Loan để mà cúng bà nha. Ở đây thì bên chùa người ta có sẽ để những cái nén nhang ở đây nè, cho mình đến mình cúng mẹ Quan Âm. Cúng xong thì mình sẽ thắp nhang ở ngoài đây.
Dạ. Bây giờ thì con sẽ bước vào trong chánh điện đó cô chú để mà thắp thêm một nén nhang nữa. Yeah.